xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Cường Hàng Thùng, mình là Cường Kiên Thân, mình là Cường Ai Hèn. Anh em gọi mình như thế nào cũng là đúng. Ok, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên mục Hàng Thùng Tuyển của Cường Hàng Thùng, lên sóng vào lúc 20 giờ tối hàng ngày trên kênh này. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với buffet áo phông cổ bẻ. Và giá vẫn sẽ là giá trải nghiệm 150.000. Bọn mình sẽ dừng lại cái series 150.000 này đến clip thứ 12. Và bây giờ mới là clip thứ 3. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy đến với Cường Hàng Thùng. Chúng ta hãy đến với những sản phẩm phông cổ bẻ ngày hôm nay. Mình là Cường Hàng Thùng, mình là một trong số những người phân phối hàng high end ở trên nền tảng online lớn nhất miền Bắc. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau khám phá những sản phẩm cực kỳ mới, cực kỳ đẹp với mã P từ P1 đến P60 với giá 150.000 nhá. Và đây sẽ là cơ hội dành cho tất cả những người nào mà muốn săn được những con hàng hiệu với giá rẻ. Chúng ta sẽ kéo dài mùa hè đến khoảng tháng 1, tháng 2 năm sau cơ. Chính vì thế nên là trong suốt cả một cái khoảng thời gian dài này thì hy vọng rằng anh em có thể ủng hộ Cường Hàng Thùng để mình tiếp tục có những chương trình hay hơn dành cho anh em trong tương lai. Ngay bây giờ, hãy cùng nhau khám phá thôi. Và để không mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với mã P1 nhé. P1, mình không muốn lấy mã O. Mặc dù là theo sắp xếp bảng chữ cái thì hôm nay phải là mã O, nhưng mà mã P thì nó sẽ dễ chốt hơn. O1 thì nó sẽ rất dễ nhầm với mã 01. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một con FGS hàng thể thao này, mới 95% nhé. Hàng này là hàng Hàn Quốc, 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-68 nhé. Độ mới là 95%, độ rộng là 43, độ dài là 72 và độ rộng bụng là 52 nhé. Tem mác cúc kiếc đầy đủ và chúng ta sẽ có tất cả những cái con hàng với độ mới trên 95, thậm chí là có những con mới 99% luôn. Con này nó gần như là chưa bị bẩn, chưa bị cũ luôn ạ. Anh em nhìn tay là biết này. Đây, đây là mã đầu tiên, P1, P2. P2 chúng ta sẽ đến với Bando và chúng ta sẽ đến với một con cũng của Hàn Quốc luôn. Con này thì màu xanh của nó là màu xanh nhạt hơn cái con màu xanh vừa xong của FGS một chút. Chất liệu thì gần giống như nhau. Đây là chất liệu thể thao nhé. Hàng chính hãng và chúng ta sẽ có cả bao ship, bao mở hàng ra kiểm tra trước khi nhận. Bando ạ. 1m68, 1m72 và cân nặng là 60-68 với độ dài 76, độ rộng là 49 và độ ngang bụng là 60. Ok chứ ạ. Hàng đều rất ngon nhé. Tem mác cũng kia đầy đủ. Nhà mình đã mở ra cả một container hàng để có được tất cả những cái mặt hàng rất đẹp cho tất cả mọi người. Thế nên là hy vọng mọi người có thể vào đây để ủng hộ mình. Tiếp tục, P3 chúng ta sẽ đến với FGS, nhưng mà con này là màu xanh nhạt nhé. Form size gần giống với con 1, 65, 70, cân nặng 60-68 ạ. Chất liệu thể thao của FGS, hàng chính hãng anh em nhé. Anh em nhớ là áo phông của nhà mình đều tất cả là hàng chính hãng, bao check fake nhân 3 tiền nhé. Độ rộng 44, độ dài 75 và độ rộng bụng là 49. Nhà mình hiện tại đang hoạt động hết tất cả công suất có thể nhé. Hôm nay thì mình cũng mở thêm 1.300 con quần ngố nữa. Và hy vọng là sang tuần chúng ta sẽ có clip quần ngố giá rẻ cho mọi người. Mã 4 ạ, chúng ta sẽ đến với thương hiệu Koika. Và chúng ta sẽ đến với hàng thể thao màu trắng. Con này thì là hàng Nhật này. Mã 4 sẽ để tặng nhé, 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-68 ạ. Độ rộng 43, độ dài 73 và độ rộng bụng là 54 tặng. Mã tiếp theo là mã 5, chúng ta sẽ đến với Tommy Jackin. Chúng ta sẽ đến với một cái dòng gọi là thể thao siêu mỏng của Hàn Quốc. Độ rộng 56, độ dài là 84 và độ rộng bụng là 65. Thể thao siêu mỏng nhé. Con này thì 1m70, 1m75 và cân nặng là 70 đến 80kg. Tất cả đều chính hãng nha, chất liệu cực kỳ đẹp. Anh em lưu ý giúp mình nha, là chúng ta sẽ chỉ có ngần đấy clip thôi. Và tất cả những cái về sau thì giá nó sẽ cao, giá nó sẽ tăng lên nhé. Chứ áo phông mà bán 150 là gần như là không có lãi đâu. Đây, chúng ta sẽ có thương hiệu với mã là mã 5. Thôi mã 5 mình cũng sẽ để tặng luôn. Ai mua từ 2 áo trở lên thì mình những cái mã tặng mọi người cứ nốt kèm vào nhé. Tiếp tục là mã 6 ạ. P6 chúng ta sẽ đến với thương hiệu 99. Một con thể thao màu vàng, 65-72, cân nặng 60-68 ạ. Độ rộng 45, độ dài 74 và độ rộng bụng là 52. Mấy cái mã này từ cổ, viền tay rồi tất cả các thứ đều rất mới nhá. Tem mác cúc kiếc đầy đủ anh em. Đây, cúc đi kèm còn nguyên này. Và mọi người nhìn này, đến cả cái cúc đi kèm nó cũng in logo 99 ở trên này nhá. Thể thao. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với cốt tông của thương hiệu Lab.
Con này thì khá là to này, cốt tông 100%. Độ rộng 53, độ dài 79 và độ rộng bụng là 60. Đến từ thương hiệu Lab, một thương hiệu cũng của Hàn Quốc luôn ạ. 1m70, 1m75 và cân nặng là 70-80 nhé, cốt tông 100%. Và màu đen của nhà mình là đen xì nhé. Hàng không bẩn, không sờn, không rách và mới 100%. Ai nhập, mới trên 90%, sorry. Và chúng ta sẽ có thêm là bao mở hàng ra kiểm tra trước khi nhận nhé. Đây anh em, Made in Korea này, Lab. Tiếp tục P8 ạ, P8 chúng ta sẽ đến với một con FGS tiếp ạ. Độ rộng 46, độ dài 75 và độ rộng bụng là 51. Mấy con FGS này mặc sướng lắm anh em. 65-72, cân nặng 60-70. Thông số nhá, độ rộng 46, độ dài 75 và độ rộng bụng là 51. Mình có tất cả các thông số để cho anh em có thể check. Hàng này đều là hàng chính hãng đấy. Tiếp tục P9 ạ, chúng ta sẽ đến với một em Anni Quilo. Con này thì dạng cốt tông mềm nhá, và màu của nó là màu xám lông chuột for body. Hàng Anni Quilo, các shop khác bán là hàng VIP 350, mình bán 150, bao ship, bao mở hàng ra kiểm tra luôn. Đẹp chưa? Anni Quilo với độ rộng 44, độ dài 75 và độ rộng bụng là 53. Chúng ta sẽ có một con Anni Quilo với form size 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-68, cốt tông. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Lotus với một con thể thao với mã là mã P10, độ rộng 45, độ dài 82 và độ rộng bụng là 54 nhé. Mỗi ngày một clip thế này thì không có chuyện không săn được hàng, mà lại còn là giá rẻ nhất thị trường, hàng mới nhất thị trường, mở kiện luôn. Dã man nhé, P10. Con này thì 6572, cân nặng 60-68 ạ. Form size M, chất liệu thể thao siêu mỏng nhé. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con của Italia này, một con Rio của Italia, mã 11 ạ. Một con polo đỏ, cốt tông mỏng nhá. Nhìn màu đỏ này thì có vẻ là nóng luôn, nhưng mà thực ra con này cái chất liệu của nó lại là chất liệu thun mát, thế nó mới tài Italia này. Mã này chúng ta sẽ có độ rộng 53, độ dài 75 và độ rộng bụng là 62, 65-75kg đấy, và chiều cao là 60-70, 1m60-1m70. Tiếp tục ạ, mã 12 chúng ta sẽ đến với một con Lotus, form khá là giống với con vừa xong. Một container hàng đây anh em. Đây, ăn to nói lớn, buôn to thì phải buôn cho nó đáng to đúng không? 6875, cân nặng 6575 ạ, thể thao siêu mỏng của Lotus. Đương nhiên là cúc kiếc tem mác đầy đủ rồi anh em. Anh em thích soi thì mình soi hết cho. Đây, tem hàn này. Tiếp tục. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con đến từ thương hiệu Shell. Và chúng ta sẽ có tem mác cúc kiếc đầy đủ này. Con này thì chất liệu thể thao siêu mỏng nhé, rất giống với cả biểu tượng của dạng đông luôn. Một con Shell ạ. Chúng ta sẽ có 6570, cân nặng 60-68 nhé. Chúng ta sẽ có độ rộng này 48, độ dài 77 và độ rộng bụng là 49. Chất liệu là chất liệu thể thao, độ mới là 95%. Này tay, con nào nó như thế nào thì mình sẽ lên như thế. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Jibun, hàng thể thao của Jibun. Đây, bình thường những cái con mới nhà anh em mua ở ngoài thị trường nó sẽ rơi vào đâu đó 700-800 nghìn, 150 mới nguyên luôn của Jibun. Độ rộng 52, độ dài 78 và độ rộng là 58. 6572, cân nặng 6575. Hàng thể thao siêu mỏng nhá, siêu mát trong mùa hè luôn của Jibun. Và đương nhiên là tem mác cũng kêu đầy đủ rồi, chẳng qua là mình không thích sâu thôi, rất mất thời gian anh em. Đây, tem Hàn Quốc này. Đó. Tiếp. Mã tiếp theo là mã 15, chúng ta sẽ đến với Invi với một con màu trắng xanh lá cây. Invi 6572, cân nặng 60-68 các em ạ. Tem mác đầy đủ nha anh em nhá. Độ rộng 47, độ dài 75 và độ rộng là 55. Đây, những cái con Invi thì đến cái cúc của nó đây. Mọi người nhìn kỹ này, in logo các thứ đây. Đây cho mọi người xem ở phía bên trong rồi. Nhà mình hiện tại là đang có khoảng 500 mặt hàng còn chưa được xử lý luôn anh em. Hàng nó nhiều ạ. 16 ạ, chúng ta sẽ đến với một con Topton màu đen, chất liệu là thể thao siêu mỏng, độ rộng 50, độ dài 75 và độ rộng bụng là 54 nhá. Đây, đen là đen xì nhá. Hàng của Topton anh em, Hàn Quốc. 6572, cân nặng 60-68. Thể thao. Mới chưa? Quá là dã man luôn. Mã này là mã 16 nhá.
chúng ta sẽ có rất nhiều con hàng đẹp để chúng ta có thể săn ở trong line của nhà mình. 17. P17 chúng ta sẽ đến với S và G, một con thể thao thoáng khí siêu mỏng. P17. 1m65, 1m72, cân nặng 60-68 tiếp ạ. 90% trở lên là ít nhất. Hàng nó siêu đẹp anh em nhá. Và mình bỏ ra đâu đó vài trăm triệu để nhập hàng về, không phải để chơi đâu. Chính vì thế là anh em đừng bảo mình là đăng clip lên cho vui, câu like nhá. Mình không có câu like. Clip lên là bán ấy. T-Buck này, một con thể thao lại tiếp tục siêu mỏng tiếp. 65-70, cân nặng 60-68 tiếp ạ. Hàng Hàn nhá. Chính hãng ấy. Độ mới cực cao luôn nha anh em, trải nghiệm 150 để còn bao ship. Độ rộng 48, độ dài 75 và độ rộng bụng là 52. Tiếp tục. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 19, chúng ta sẽ đến với hai Class Faction. Một cái con màu đỏ với độ rộng 55, độ dài 70. Cốt tông mềm nhá. 1m60, 1m65 và cân nặng là 60-68 ạ. Con này khá là ngắn nhá. Nhưng mà cái dạng cốt tông mềm này thì cực kỳ mát này. Tem của nó đây anh em, để mình xem tem dưới. Con này mất tác dưới rồi. Tặng nhá, mã này để tặng đi cho nó chất. Mã 19, buôn nhiều thì phải tặng được nhiều chứ đúng không. Đây mặc dù là logo thêu này, rất đẹp nhá. Mã 19 chúng ta sẽ để tặng nhá. Anh em nốt vào mã tặng, nếu anh em mua hai áo trở lên thì nốt mã tặng để cho nhân viên nhà mình có thể check nhá. 20 ạ, chúng ta sẽ đến với Nogens, một thương hiệu của Thụy Sĩ nhưng mà lại sản xuất tại Hàn Quốc. Cái container hàng này của nhà mình nó là cái container hàng Hàn Quốc anh em nhé. Thế nên là nó là tất cả những thương hiệu đều là made in Korea ấy. 65-70, cân nặng 60-68 này. Chất liệu là dần cốt tông mềm nhưng mà nó gần giống như ở vải đũi ấy. Màu rất là trung tính. Độ rộng 54, độ dài 77 và độ rộng bụng là 56 nhé. Bởi vì con này form vai với form ngang của nó là ngang nhau. Đây tất cả đều là hàng Hàn hết nhé. Nhìn kỹ giúp mình ạ. Đó. Tiếp tục. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thương hiệu rất nổi tiếng này. Đây là một con Basic Hound với mã 21. Con này thì điểm đặc biệt của nó là phần cổ của nó là làm bằng chất liệu là cổ bò, gần giống như kiểu là chất liệu của sơ mi bò ấy, cổ ấy. Còn ở dưới là cốt tông 100% nhé. 65-72, cân nặng 60-70 ạ. Độ rộng 50, độ dài 80 và độ rộng bụng lên đến tận 59 nữa. 65-70 mặc là đẹp nhất. 60 thì mặc nó hơi rộng một chút, nhưng mà con này là cốt tông mềm nhé, cực kỳ ngon luôn. Đây. Đỉnh nhất thị trường rồi, bây giờ lại còn rẻ nhất thị trường nữa. Bây giờ nhà mình đang có hai người chuyên trực Zalo cho tất cả anh em nhé. Thế anh em yên tâm, tất cả các đơn hàng sẽ được phục vụ một cách chu đáo nhất có thể. 22 chúng ta sẽ đến với Boss. Và chúng ta sẽ đến với độ rộng 47, độ dài 77 và độ rộng bụng là 58 với một con Boss. Một con Boss màu xám đậm, chất liệu là thể thao. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70 ạ. 150.000 cho một sản phẩm mới đến 95% anh em. Lại là cả hàng chính hãng luôn. Đỉnh không? Đến cả cái dàn áo đằng sau này mình còn chưa động vào tí nào. Hàng nó quá nhiều anh em. 23 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Stock. Và chúng ta sẽ đến với một con thể thao của Stock với độ rộng 43, độ dài 77 và độ rộng bụng là 49. 65-70 là chiều cao này. Và cân nặng từ 60-68 nhé. Con này cổ khá là bé nhé. Form nó là form body anh em. Đây. Có tất cả mọi thứ để cho anh em check nhé. Hàng mới trên 90 hết. Mà mã nào lỗi hay là mã nào làm sao đấy mình sẽ để tặng luôn nhé. Mình không có bán mấy cái con đấy đâu. Mấy nghìn con áo cơ mà. 24 chúng ta sẽ đến với một cái con với thiết kế theo kiểu dạng tổ ong. Cái thiết kế này sẽ khiến cho anh em mặc rất là mát này. Một con của thương hiệu Jinbo. Hàng Hàn Quốc tiếp ạ, độ rộng 49, độ dài 75 và độ rộng bụng là 57. Một con thể thao màu đỏ đen nhé. 65-72, cân nặng 60-68 ạ. Cúc kia còn nguyên nhé. Đây logo là logo thêu. Đó, hàng chính hãng nó đẹp lắm. Đẹp nhỉ, không có một cái lỗi nào luôn. Bây giờ phải vừa soi vừa ấy các thứ cho anh em có nhiều sự lựa chọn. Tiếp tục hàng thể thao. Chúng ta sẽ đến với một con hàng thể thao của Hàn. Con này để tặng này. Cắt tạc bố ơi. Mã 25, độ rộng 45, độ dài 71 và độ rộng là 55. Tất cả đều là chính hãng bao trách. Fake nhân 3 nhé, kể cả là hàng tặng này. Nhưng con này mới quá anh em.
tặng nó phí. 6572 cân nặng 60 68 á. Mã 25 nhá, tôi để tặng này. 26 chúng ta sẽ đến với Eagle và chúng ta sẽ đến với một con cốt tông 100%. 26 để tặng tiếp. Độ rộng 43, độ dài 63 và độ rộng là 52. Anh em vào đây sẽ có rất nhiều sản phẩm tặng nhá. 1m60 đến 1m65. Và cân nặng dưới 65 kg. Mã tiếp theo là mã 27, chúng ta sẽ đến với một con size 100 của Gu. Con này thì màu của nó là màu xanh ghi này. 6572 cân nặng 60-68. Anh em mặc giúp mình mã này nhé. Cái form của Gu ấy thì đa phần nó làm bo tay nhẹ nhé, và bo ở phần gấu giống mông tơ ghi ấy. Đây là những cái con rất là đẹp luôn. Đây, tiếp tục. Mã tiếp theo là mã 28, chúng ta sẽ đến với FGS tiếp ạ. Độ rộng 43, độ dài 71 và độ rộng là 49. Con này thì 1m60 đến 1m65 thôi. Toàn tầm khoảng 58 đến 65 và cân nặng dưới 65 kg nhé. Hàng thể thao của FGS. FGS thương hiệu này xuất hiện nhiều lắm rồi luôn. Có rất nhiều áo của FGS nhé. Cái kiện nội địa Hàn này này thì đa phần nó sẽ là những thương hiệu mà anh em về sau khi anh em xem kênh của mình nhiều, mình sẽ phân tích rất nhiều về những cái chất liệu này. FGS cũng là một thương hiệu xuất hiện nhiều. High Play cũng là xuất hiện nhiều. Và đây là chúng ta sẽ có một con mã 29 với High Play. Một con màu hồng nhạt nhé. 6875, cân nặng 6575 ạ. Chất liệu là cốt tông mỏng. Này, logo rồi. Logo bóng rổ. Đẹp lắm anh em, hồng nhạt. Đây, tem Hàn. Mà tại sao nó không làm ngang nhỉ? Nó hay làm kiểu ở đường đằng dưới chuôi áo này cực kỳ luôn. 29 ạ. 1m68, 1m75, cân nặng 60-70 đi. 30 chúng ta sẽ đến với Eland. Đây cũng là một thương hiệu làm hàng thể thao rất nổi tiếng của Hàn Quốc. Con này thì màu xanh nhạt nhé. Anh em nào đi xe đạp, tập xe ấy, mặc mấy con này sẽ rất là đẹp này. 6572 cân nặng 60-68 đi ạ. Một con thể thao. Với cái giá 150, không bao giờ mua được những con chính hãng, chứ đừng nói là những con chính hãng mới như thế này. Lại còn được bao ship toàn quốc anh em nhé. Nhà mình buôn to thế này, giá nào mình cũng chơi anh em. Và anh em nhớ là thứ hai chúng ta sẽ có thêm một cái clip 99.000 đấy nhá. Tiếp tục. Mã tiếp theo. Ui, đây, đây là một cái con mà tại sao nó lại ở đây. Chúng ta sẽ có một em của Wilson này. 1m60, 1m65 và cân nặng dưới 65 kg nhá. Thể thao của Wilson. Mã này chúng ta sẽ có độ rộng 47, độ dài 70 và độ rộng bụng là 49. Chúng ta sẽ đến với mã 31. Một nửa chặng đường nha anh em nhá. Wilson, tem in logo Hàn Quốc. 32. 32 chúng ta sẽ đến với một con màu rất đẹp nhé. Con này màu vàng kem của thương hiệu Thinping. Con này mã này là độ rộng 52, độ dài 80 và độ rộng là 57. Màu đẹp chưa. 1m70, 1m75 và cân nặng là 70-80 nhé. Đây, logo của Thinking ở đây. Con này có một hai các cái dấu chấm nhỏ nhỏ ở đây nhưng mà không ảnh hưởng đến áo đâu. Con này chất liệu là 100% cốt tông. Tem Hàn Quốc tiếp ạ. Đấy anh em nhìn này. Hàng nó đỉnh như này cơ mà. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 33 và chúng ta sẽ đến với một em hàng thể thao. Con này bị cắt tác trên nhá. Nhưng mà tình trạng áo nhà mình sẽ nói luôn với tất cả mọi người nhá. Con này là form cổ gọi là cổ trụ. Đây. Nó sẽ mặc như này, hàng thể thao. 6572 cân nặng 60-70. Anh em đợi mình tí. Đây là tác dưới của nó này. Con này đến từ thương hiệu AVK của Hàn tiếp. Mã này chúng ta sẽ có độ rộng là 49, độ dài là 80 và độ rộng và bụng là 57. Con này co giãn nhé, thể thao siêu mát luôn. 6572 cân nặng 60-70. Tiếp tục. 34 chúng ta sẽ đến với Pat. Con này thì rất đặc biệt ở một cái đấy là tất cả chất liệu của nó ấy thì nó là chất liệu cốt tông và nó là cái dạng cốt tông của áo phông nhưng mà nó lại có một hàng cúc giống như sơ mi. Đấy, Pat này, cái thương hiệu mà mình có nói với mọi người là nó hình con tê giác ấy. Một con rất là hay nhá. Anh em mặc thời trang, anh em đi săn mấy cái mã này sướng ấy. 6572 cân nặng 60-70 nhá. Tất cả các cái cúc ở đây đều là bằng kim loại nhá. Đây cho anh em xem. Con này khá là đỉnh. Này, logo Pat in ở trên từng cái cúc một nhá. Và hàng nhà mình không mất một cái cúc nào đâu. Đấy anh em nhìn kỹ giúp mình. Con này là thể thao. Màu hồng nhạt, mát lắm.
65-72 cân, nặng 60-68. Độ rộng 47, độ dài 76 và độ rộng bụng là 55. Một cuộc chơi lớn hơn thì cần phải có một sự chăm chỉ hơn. Bây giờ nhà mình hiện tại là sắp đóng sổ mùa hè rồi anh em. Nhập hàng về bây giờ là chỉ có chạy trong mùa hè năm nay thôi, là hết rồi, chuẩn bị sang hàng đông rồi. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 35 và chúng ta sẽ đến với casting. Đợt này là mình tập trung vào cái việc nhập hàng nhiều ấy, để cho từ giờ đến khoảng 3 tháng nữa thì bọn mình không phải nhập hàng nữa, chỉ có xử lý hàng và lên hàng cho anh em thôi. Mấy cả là ở trong những cái kiện hai hen thì người ta cũng không mở đâu, không ai mở cho chúng ta nữa. 1m65, 1m72, cân nặng 60-70, chất liệu là cô tông mỏng của casting. Độ rộng 48, độ dài 77 và độ rộng bụng là 55 nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Mới cả là nhà mình là bao mở hàng ra kiểm tra, anh em mở hàng ra kiểm tra thử thoải mái. Sờ vào chất liệu cái là biết nó là hàng hiệu luôn, cực xịn nhé. Mà giá bây giờ đang là cực kỳ rẻ luôn. Mình chạy chương trình này để cho cái kênh YouTube của mình nó có sức ảnh hưởng ấy. Mã tiếp theo ạ, chúng ta sẽ đến với thương hiệu Spao với chất liệu là cotton 100%. Sọc đen trắng nhé. Đây, 1m60, 1m65 và cân nặng dưới 65kg của Spao mặc giúp mình cái này nhá, cốt tông 100% đấy. Độ rộng 49, độ dài 79 và độ rộng là 52. Mình nói hơi nhanh nhá, thế này là anh em, nếu mà anh em muốn chốt thì anh em có thể xem chậm lại nhá. Mình không muốn kéo dài clip quá dài để cho anh em phải xem mất thời gian đâu. Hàng nhà mình đã lọc hết rồi, thế nên là không có cái câu chuyện nó bị làm sao được. 37 chúng ta sẽ đến với T-Buck và chúng ta sẽ đến với một con hàng cốt tông mềm với độ rộng 51, độ dài 74 và độ rộng là 57. Chất liệu là chất liệu cốt tông mềm, màu là màu xanh tím than. 65-72 cân nặng 60-70. Anh em nhìn kỹ này, những cái con hàng hiệu này, từ cái cúc của nó in logo hết nhá. Và độ mới của mấy con áo này đều trên 90 hết. Hôm nay mình đi mở cái kiện gọi là cái kiện quần ngố ấy, mình mở được 1.300 con thì phải đến 800 con là của Nike Adidas. Hôm sau chúng ta sẽ lên. Hay lắm anh em. 38 chúng ta sẽ đến với Regia size 110. Con này thì là chất liệu thể thao và hàng của nó là màu đen. 1m68, 1m75 và cân nặng là 65-75 ạ. Hàng Hàn. Đây, tag chữ Hàn bên cạnh. Đấy, anh em được trải nghiệm mấy con này với giá 150 thì anh em nhớ là quay lại gọi là ủng hộ mình tiếp nhé. Bởi vì là mình sẽ buôn bán cái hàng này chắc là ít nhất là phải 5 năm nữa trước khi mà mình đổi ngành. Mặc dù là mình hiện tại là đang có tên tuổi trong cái ngành này, nhưng mà thời điểm hiện tại mình thấy công việc này khá vất vả. 527959 ạ. 52 là độ rộng, 79 là độ dài và 59 là độ rộng bụng. 39 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Simtech với độ rộng 53, độ dài 75 và độ rộng bụng là 60 với màu là màu xanh nhạt. Chất liệu là chất liệu thể thao siêu mỏng. 65-72 cân nặng 60-68 nhé. Anh em ơi, áo bây giờ, quần áo bây giờ, nhà nào cầm nhiều được như nhà mình anh em. Là một cái, thứ hai nữa là đổi sản phẩm liên tục, không có câu chuyện lên lại đâu ạ. Nhà mình nhiều hàng lắm và tất cả đều rất mới nhé. Tiếp tục. Đây, như con này này, mã 40 chúng ta sẽ đến với Head này. Đây là một con hàng mà đáng nhẽ ra phải cho vào kiện 350 này, mà nó có mặt ở đây này. 60-65 và cân nặng dưới 65, độ rộng 43, độ dài 69 và độ rộng bụng là 50. Đây, một con rất mới của Head nha anh em nhá. Đây anh em, nhìn kỹ giúp mình. Thể thao mới đét lên đẹp anh em. Đó, anh em nhìn kỹ giúp mình nhá. Không một vết bẩn luôn, kể cả là mấy cái màu nó sáng sáng một tí, nó cũng không có vết bẩn luôn. Này, tem Hàn này. Đấy. Tiếp tục. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 41, chúng ta sẽ đến với một con của Scotland. Tất cả các cái cúc đều in logo, nhìn kỹ giúp mình nhá. Đây. Ôi lấy nét vào đi. Đấy, anh em nhìn kỹ. Một con Monscroft của Scotland. Đây này. Hàng thể thao. Cái dòng này rất giống với cả những cái con áo của Nike Pro nhá. 65-70 cân nặng 60-70 ạ. Một con của Scotland chính hãng. Quá khủng khiếp luôn, xanh dương nhá. Độ rộng 45, độ dài 75 và độ rộng là 47. Mặc giúp mình nhá. Cái form thể thao này anh em mặc đi tập gym là đẹp nhất, đạp xe. Đấy. Tem đầy đủ luôn. Tiếp tục.
42, chúng ta sẽ đến với T-Buck tiếp ạ. Chúng ta sẽ có hai con khá là giống nhau. Đây, Cúc in logo 150 một con anh em, xanh tím than. 60 đến 65 và cân nặng dưới 65 nhé. Riêng con này khá là ngắn, độ rộng 47, độ dài 70 và độ rộng bụng là 55. Rộng bụng là tính từ ngang trái sang ngang phải nha anh em nhé. Cốt tông mềm và vẫn vậy, tem Hàn Quốc made in, nhưng mà made in Myanmar này. Đó, tem của nó là tem Hàn nhưng mà nó made in Myanmar. Đó, tất cả đều chính hãng hết nhỉ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Limus, một con dành cho những người yêu thích sự trẻ trung, với mã 43. Độ rộng 52, độ dài 75 và độ rộng bụng là 56. Cổ sơ mi nhá. Đây, 65-70, cân nặng 60-68 ạ. Cốt tông mềm, mấy con đẹp như này thì làm sao còn được anh em, với giá 150. Riêng nhá, 150.000 nha, mình nói luôn với anh em luôn là 150.000. Tiền ship là bọn mình không được nhận rồi. Tiền ship trừ đi một con cả bảo hiểm nữa là 30.000, là còn 120 đúng không? Tiền đóng gói là 20.000 nữa. Anh em nhìn đơn giản thế thôi. Bây giờ mà bán được một cái sản phẩm xong là tiền nhân sự rồi vận hành các thứ, nó cứ tính ra khoảng 20.000 một con áo nữa, thì mỗi một con áo này mình cầm về được khoảng 80.000, còn chưa trừ đi giá vốn. Thế anh em bảo nếu mà không bán được nhiều ấy thì sống làm sao được. KG Gop, một con chuyên để đánh gôn này. 60-65, cân nặng dưới 65 nhé. Chất liệu là thể thao. Mã là mã 44, với độ rộng 47, độ dài 71 và độ rộng là 54. Mọi người biết tại sao mà những cái kênh khác nó phải bán 250 hoặc là 350 không? Không đủ chi phí vận hành luôn. Nếu mà bán được ít thì bắt buộc phải bán ra đấy thì mới sống được. Nhưng mà nhà mình buôn to nên là mình chơi theo chương trình to thôi. Pro Spec với mã 45. Đây, từ Cúc Kiếc Tem Mark này, in logo hết nhé, hàng thể thao. Độ rộng 46, độ dài 72 và độ rộng bụng là 52. Rộng bụng các bạn ấy giá đằng sau anh em. Đây, 65-70, cân nặng 60-68. Đây, nói điều anh em làm gì. Tem đầy đủ hết nhé, tất cả đều là chính hãng hết. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 46. Chúng ta sẽ đến với Project M. Đây là một cái con cốt tông mềm, màu rất trung tính. Anh em trên 50 tuổi mặc, các chú trên 50 tuổi mặc giúp cháu mã này nhá. Màu này cực kỳ đẹp luôn. 65-75kg và chiều cao là 65-70. 60 mặc cũng được anh em ạ. Đây, Project M, một cái thương hiệu làm hàng thời trang rất nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh em, tem Hàn, QR đầy đủ nhá. Cái tem này nó in mờ nhá, không phải là cái tem nó mờ đâu, ánh sáng nó vào nhìn khó thôi, chứ nhìn bên ngoài nhìn vẫn ok. 47, chúng ta sẽ đến với mô đồ với logo hình chú hiêu cao cổ và chúng ta sẽ có made in Korea ở đây. Tem này đọc được từng chữ một nhá, chẳng qua là ánh sáng ấy. Con này thì màu bã trầu này, anh em nào thích màu bã trầu thì vào đây. 1m60, 1m65 và cân nặng dưới 65kg nhá. Một con polo với chất liệu là cốt tông mềm. Và đây, khác gì Ralph Lauren đâu. Số thêu thiếc các kiểu luôn, tay thiếc các thứ còn nguyên. Hàng nhà mình lúc nào lên nó không lỗi đâu nhá, mình đang kiểm tra lỗi thôi. Lên lúc nào cũng cháy là bởi vì đơn giản nó rẻ quá. 48, chúng ta sẽ đến với Bond Speed, với một con màu hồng cổ trắng dành cho những anh em nào mà hiện đại một chút. Độ rộng 45, độ dài 77 và độ rộng bụng là 50, với một con cốt tông 100%. 65-70 là chiều cao, cân nặng là 60-68 nhé. Thông số mình đọc hết rồi đấy. Độ mới thì đều trên 90% và đều bao check toàn quốc anh em nhé. Bao check chính hãng. Chỉ có ở đây mới có mấy con hàng mà chính hãng đẹp như thế này với giá 150 thôi. Giá trải nghiệm. Mình đang trong cái quá trình xây dựng thương hiệu, thế nên là giá nào mình cũng chơi. Tiếp tục mã 49, chúng ta sẽ đến với Hát Mai với một con màu xanh lá cây. Đây, 1m70, 1m75 và cân nặng là 70-80 nhá. Cốt tông 100%. Độ rộng 50, độ dài 83. Đố anh em tìm thấy một vết bẩn nào của mấy cái con này đấy. Mình đã bảo nó còn mới hơn cả cái hàng cũ, hàng VIP ngày xưa mình bán 350 anh em. Mới lắm, cốt tông 100% của Hát Mai. Mấy con này anh em bảo hành giặt máy trong vòng 2 năm nhá. Giúp mình, mặc sướng lắm. 50 ạ, chúng ta sắp hết rồi. Chúng ta sẽ đến với một con đến từ thương hiệu Lyson.
Độ rộng 48, độ dài 74 và độ rộng bụng là 54. Đến từ một thương hiệu của Hàn và cái màu của nó là màu trung tính. 6570, cân nặng 60-68. Chất liệu là chất liệu thể thao thoáng khí siêu mỏng, siêu nhẹ luôn. Đây, Lucent. Anh em nhìn tem đều, cúc đi kèm là cúc gì? Dã man. Tiếp tục, sắp hết rồi. Chúng ta còn 10 mã nữa nhá. 51 chúng ta sẽ đến với Jordan Design. Chúng ta sẽ đến với một con màu đỏ đen với độ rộng 55, độ dài 78 và độ rộng là 58 ạ. Con này form ngang với cả form các thứ của nó gần giống như nhau. 6872, cân nặng 6575 ạ. Chất liệu thể thao siêu mỏng. Con này mặc vào rất giống với cả áo đồng phục. Tác tiếc đầy đủ, đẹp. Đấy anh em, và bỏ ra 150 để lấy một con kiểu hàng nó mới đét đẹp đẹp như này, này còn chính hãng này. Chỉ có qua đây thôi. Mammoth. Với mã 52, một con thể thao màu đen với độ rộng 55, độ dài 75 và độ rộng bụng là 60. 65kg đến 75kg là điều đầu tiên này. Cân chiều cao là 65 đến 70 nhá. Hoặc là thấp hơn. Trên 70 không nên mặc đâu ạ, nó sẽ bị ngắn đấy. Mã này là mã P52. P53 chúng ta sẽ đến với Favory. Một con hàng cốt tông mềm, một thương hiệu của Ý nhưng mà lại sản xuất tại Hàn Quốc này. Favory. 6570, cân nặng 60-68. Độ rộng 50, độ dài 75 và độ rộng bụng là 54 ạ. Tiếp tục. Mã 54 chúng ta sẽ đến với một con thể thao co giãn. Độ rộng 46, độ dài 74 và độ rộng là 48. Đến từ thương hiệu của Cotton A, Surchis. Mã này là mã 54 và chúng ta sẽ để tặng nhé. Anh em cứ mua hai con đi, 150 một con quá rẻ rồi. Nhà khác nó bán 350 một con. Rẻ lắm thì 250 một con. Thậm chí còn chưa bằng hai con của nhà mình, lại còn được tặng thêm một con như này nữa. 54 để tặng nhá, thể thao, thoáng khí, co giãn. Buôn to, ăn to thì nói lớn. Và buôn to thì mới dám tặng anh em. Tiếp tục. 55 ạ, chúng ta sẽ đến với Robinson. Cái thương hiệu này lạ nhỉ. Đây, tất cả các cục đều mạ chrome và in logo hết. Đẹp chưa? Hàng hiệu nó đỉnh lắm. Cốt tông mềm nhá. 60 đến 65 là chiều cao và cân nặng là dưới 65kg. Độ rộng 52, độ dài 70 và độ rộng bụng là 55. Đủ thông tin cho anh em nhá. Chất liệu là cốt tông mềm nhá. Hàng cực kỳ đẹp. Không lỗi được. 56 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Joy, VIC Joy. Một cái thương hiệu rất pro của Hàn. Với chất liệu là cốt tông mềm. 6572, cân nặng 60-70. Không cần phải đo size luôn. Đúng size đấy mặc giúp mình. Độ rộng 49, độ dài 78 và độ rộng bụng là 53. Mã tiếp theo là mã 57 ạ. Chúng ta sẽ đến với một con với độ rộng 46, độ dài 76 và độ rộng bụng là 52, một con màu xanh lam. Con này mất tác trên nhé. 1m65, 1m70 và cân nặng 60-68. Mình xem tác dưới anh em, đợi đi. Thì sẽ ra thương hiệu thôi. Đây, tem Hàn Quốc này. Cốt kiếc đầy đủ. Đấy, anh em nhìn kỹ đây. Made in Korea. Con này của PCN, Cologne Sport. Hàng của Cologne đấy anh em. Mã 58 á, Unirec. Đây anh em, con này đặc điểm đặc biệt của nó là gì? Là nó còn nguyên cả tác. Nguyên cả tác chính hãng. 150. Cốt tông mềm ạ, 6570 và cân nặng là 60-68 nhá. Unirec, màu xanh lá. Hàng Hàn Quốc anh em nhá. Đây. Độ rộng 50, độ dài 79 và độ rộng là 54. Hàng Hàn ấy. Cốt tông mềm của thương hiệu Unirec. Đấy, ai dám bán cho anh em những con chính hãng mà mới đến 99% này với giá 150. Mã 59 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Ân, một thương hiệu làm áo rất giống với cả Nequilo. Và chúng ta sẽ có một cái con xám lông chuột từ đầu đến chân. 6570, cân nặng 60-68 nhé. Cốt tông mềm 100% ạ. Đây, logo của nó đây. Thêu. Không một vết bẩn. Tem mờ nhé. 59 tem hơi mờ nhưng cả con áo đều rất là đẹp. 60 đi. Mã cuối cùng ngày hôm nay này.
Grimmer thể thao ạ. Độ rộng 49, độ dài 74 và độ rộng là 57. Lại tiếp tục là hàng Hàn Quốc nhé, Grimmer. 1m60, 1m65 và cân nặng là dưới 65kg của Grimmer, màu đẹp nhá, hàng thể thao nhá. Đấy anh em trải nghiệm hàng này còn rẻ hơn hàng chợ, mà nó là hàng chính hãng anh em. Chẳng ai dám bán với giá này đâu, không một vết bẩn nhá. Và mã 60 ngày hôm nay sẽ là mã cuối cùng của clip ngày hôm nay, và hy vọng là tất cả mọi người đều có thể săn được nhá. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục lên với áo này đến khi mà hết được 12 cái clip. Và anh em nhớ là vào thứ hai hàng tuần thì chúng ta sẽ có clip 99k để tri ân 38.000 người đang theo dõi ở trên kênh này nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip lần sau. Mình là Cường Hàng Thùng. Xin chào và hẹn gặp lại.